Đóng hàng nha anh em nhé. Chào tất cả anh em trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay em lên cho anh em clip công tác đóng hàng buổi tối cho anh em xem ha. Anh em nào mà đã mua hàng bên em thì lưu ý giùm em nhé. Mai mốt anh em cọc thì cái nội dung anh em nhớ để cọc máy gì giùm em cái ha. Nhiều người người cọc 1 triệu, người cọc 1 triệu rưỡi, người cọc 500, không biết người nào ra người nào hết trơn á. Để mỗi lần xác minh là phải điện lại, tối phải điện lại cho anh em hỏi là anh cọc bao nhiêu, rồi xem lại cái Zalo. Xem người chuyển khoản mới xác nhận lại được. Anh em nào cọc máy thì nên nhớ là để cái nội dung là cọc máy gì giùm em cái ha. Chứ làm thế này em. À, ở đây em nói ông anh có mua em con ga 65 bị sân phụ mà 5 triệu rưỡi nè. Anh liên hệ lại giùm em nhé. Máy thì em bỏ dưới kho này, chuẩn bị giao cho anh đây này ha. Con này sân phụ từ đầu tới đít, tới đầu này. Mà chạy thì ok lắm, chất lượng lắm. Mà giờ không biết là anh cái Zalo anh tên gì, mà cái số điện thoại anh tên gì em không biết đường đâu em gửi cả ha. Anh có xem được thì liên hệ giùm em ha. Con này anh đã cọc em 500 rồi ha. Đó. Báo kiện giờ cách đóng anh em ha. Đóng máy cho anh em một con máy để về tận tay anh em, cũng có nhiều công việc, nhiều kỳ công lắm nha anh em nhé. Không phải đơn giản đâu ha.